Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Buổi chiều nay thì vẫn là một mình Đồng Hải tiếp tục coi như phát dọn nốt cái khu vực khu trang trại mới này của cháu Xính. Vì lý do là cháu Xính với cả cháu Hòa đi xuống dưới trung tâm xã vẫn chưa về. Đáng lý ra nếu là buổi sáng nay tập trung ấy thì đã phát xong hết rồi, nhưng mà vì một mình Đồng Hải thôi. Thì chiều nay Đồng Hải sẽ cố gắng làm sao phát được dọn hết tất cả các khu vực để chuẩn bị làm cái trang trại mới ở đây. Để ngày mai thì còn tiếp tục làm cái công việc khác nữa. Bởi vì còn rất nhiều việc phải cần đến tốc độ. Nên tranh thủ những lúc cái ngày đang mưa gió này thì Đồng Hải cố gắng để làm cho xong cái công việc ở đây. Cái khu vực này rất rậm mọi người ạ. Cũng may là phát thời kỳ này ấy, nếu mà phát cái tháng trước ấy, chắc là dính rất nhiều ong ở đây. Đây mình to này, mình phát thì chắc là nhanh hơn. Thắng phát cái con dao nhỏ rất là bấy. Trời ơi, mới chiều nay thì mới ngớt mưa. Không biết rồi ngày mai như thế nào nữa đây. Nhưng mà vẫn còn âm u lắm mọi người ạ. Cái tổ hùm luôn. Con dao to phát cũng thích, còn con dao bé phát nó bấy bầy bầy. Mình phát này xong là mấy hôm nữa nó khô thì mình đốt đi để nó sạch bóng luôn. Những chỗ này là mình vẫn trồng ngô được mọi người ạ. Trồng ngô chỗ này tốt lắm đấy. Vì lý do mình phát mới xong rồi cỏ nó nhiều, lúc đốt là nó nhiều do trồng ngô rất là tốt.
cái cây gỗ này rất là tốt này, hao hồ chôn chôn dưới đất này, không bao giờ biết mục mọt. Cho chính gọi là cây này là cây em gỗ đinh này, cái lá nó ăn nấu canh ăn rất ngon, rôn rốt chua. Rất nhiều củi, củi cái chó chặt phát lần trước rồi nó xuống tràn man. Dậm quá là dậm. Bàn tay lần trước là các cháu không đốt kỹ, phải để nó khô hẳn xong mới đốt thì nó mới kỹ mới sạch được. Buổi chiều nay dù có tối mình phải cố gắng mình phát cho xong này.
Không thể để ngày mai nữa, ngày mai rất nhiều việc. Không hiểu mấy đứa này nó đi kiểu gì, việc gì mà mãi không về. Máy điện thoại mình thì hết tiền, không gọi được. Gọi Zalo ở đây thì không có mạng. Mạng mấy hôm nay nó chán quá. Cái thời tiết nó sụt sùi, mạng quá yếu. Cây chó đẻ nó cao đến là 5 mét. Đất là tốt.
con dạo phát thích thật, phát tốc độ gấp đôi con dạo kia. Dạo kia còn lâu mới phát được này. Đấy, đã thông được chỗ này rồi. Còn một chút nữa thôi. Bây giờ thì mình đang phát đến những cái khu cuối cùng của cái vườn này. Chỉ phát thế này thôi. Còn lại còn rộng đằng trên kia nữa thì các cháu còn phải phát sau cơ. Nhưng mà cái diện tích của mình làm là chỉ đến đây thôi.
Thế là cuối cùng cũng đã xong mọi người ạ. Đây mọi người ạ, cuối cùng thì Đồng Hải cũng đã phát xong được hết cái diện tích, cái khu vực để mình định làm đây rồi. Thế bây giờ mình chỉ phát đến đây thôi, còn cái trò bên này để lúc nào thì tranh thủ phát sau. Bây giờ thì cũng đã gần tối rồi, trời lại đổ mưa nữa. Mà diện tích của chú giáo Đồng Hải làm thì cũng từ đây, thì suốt từ đây ra cái đồi đằng kia kìa, thì tương đối là rộng rồi đấy. Thật sự là cái khu vực này cỏ rất là rậm. Đầu tiên một mình làm nó cũng nản, các cháu lại bận cái công việc, thế là cuối cùng một mình cũng vẫn cứ thôi túc tắc mình làm. Thế giờ thì cũng đã xong rồi. Cứ nghĩ là trời nó đã tạnh mưa, nó không mưa rồi. Cả buổi chiều hôm nay, từ trưa đã tạnh rồi. Đến bây giờ trời bắt đầu lại lắc rắc hẳn mưa xuống này. Chán quá. Cái này không biết đến bao giờ nó mới tạnh cho. Đấy, diện tích chỗ này Đồng Hải phát suốt từ đằng kia. Từ cái cây thẳng cao đấy. Còn cái dế này. Thôi bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Đồng Hải về để tắm rửa đây. Còn giặt quần áo nữa. Quần áo mấy ngày nay giặt còn không khô cơ. Trời nó độ ẩm cao quá. Còn ngày mai thì Đồng Hải ấy, tiếp tục công việc khác. Chắc là ngày mai sẽ bắt đầu đi chặt cây để chuẩn bị dựng nhà.